Táo mèo mà con, táo mèo không phải ai cũng nói là táo mèo tốt là ăn được. Bởi vì những người có bệnh thế này không ăn được táo mèo, ăn vào bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người có bệnh về dạ dày, bệnh tiêu hóa, người có bệnh vàng da, hỏng men răng, hệ thần kinh, tim mạch, bà bầu, phụ nữ cho con bú, say rượu, uống rượu là những người vui lòng đừng ăn táo mèo. Ăn táo mèo làm cho bệnh mình nặng thêm, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và không tốt cho sức khỏe của mình. Đó là người có bệnh dạ dày, bệnh tiêu hóa, bệnh vàng da, hỏng men răng, hệ thần kinh, tim mạch, bà bầu, phụ nữ cho con bú, say rượu, uống rượu là đừng nên ăn táo mèo để bảo đảm cho bệnh mình tốt lên và sức khỏe mình tốt lên. Còn ngoài ra nó tốt, thật tốt là nó giảm kích thích cho đường ruột, cầm tiêu chảy, giảm nhu động ruột, kiết lỵ, kháng khuẩn, giảm động mạch vành, đau thắt ở ngực, cường tim, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, tốt cho tế bào gan, hạ huyết áp, béo phì, hệ miễn dịch, chống tỉnh an thần, viêm đường ruột cấp, nhưng mà dung sáng, ta ăn không quá 8 trái một ngày, ăn 6 ngày là phải nghỉ 2 ngày, ăn 6 ngày là nghỉ 2 ngày mới ăn tiếp bà con nha. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp khi ăn táo mèo. Bà con ơi,